Nhà Hân có dụng cụ y tế không? Để lọc rửa vết thương cho Hân. Không cần đâu. Hân vừa sát trùng hồi nãy rồi. Lộc đưa Hân vô phòng ngủ quá. Đây là những tấm hình kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta. Lộc còn nhớ không? Thôi Hân nghỉ ngơi đi, Lộc phải đi về đây. Mẹ ác ma, cha thiên sứ, 20 giờ thứ hai và thứ ba hàng tuần trên K Cộng Cine, duy nhất trên K Cộng.